Xin chào các bạn. Con người được xem là vạn năng khi có thể làm được mọi chuyện, từ lao động sản xuất cho đến nấu ăn, làm việc nhà. Người ta khẳng định rằng không loại máy móc nào có thể thay thế được con người. Tuy nhiên, cũng có những cỗ máy làm việc hoàn hảo với tốc độ mà con người không thể làm được. Để biết đó là những cỗ máy nào, các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những cỗ máy làm việc hoàn hảo mà con người không thể thay thế được nhé. Cho bột vào, thêm trứng và tiếp theo là đổ nước. Chiếc máy sẽ hoạt động và tạo ra những vát mì với đủ hình dạng bạn cần. Thay vì phải đào, những người Trung Quốc đã chế tạo ra máy đóng cọc khổng lồ và công việc tạo cột điện hay bất cứ thứ gì liên quan đều dễ dàng. Những con cá được đưa lên băng chuyền và được phân loại theo kích thước mà không cần phải sử dụng sức người. Chỉ cần cài đặt và nhấn nút, công việc sơn trần nhà được cánh tay robot thực hiện một cách dễ dàng. Trước giờ cứ thắc mắc những viên bi sắt nhỏ tí được tạo ra như thế nào. Và đây là cách chúng được tạo ra, cực kỳ nhanh và tuyệt vời. Thật sự các đầu bếp làm há cảo, chắc sẽ phải lo lắng vì công việc của mình sẽ bị thay thế. Chiếc máy làm há cảo tạo ra những chiếc bánh giống nhau hoàn hảo mà không cần bất cứ công nhân nào vận hành. Thay vì dùng tay để buộc thép, giờ chỉ với một chiếc máy có thể làm nhanh gấp nhiều lần. Đổ thủy tinh là công việc không phải dễ với con người, nhưng với máy móc hiện đại thì nhỏ như con thỏ. Bạn có muốn sở hữu một chiếc máy làm sạch thảm thần kỳ như thế này không? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận. Bạn chỉ cần móc gà ở khâu đầu tiên, việc phân chia các phần của con gà cứ giao hết cho máy.
liệu bạn có đủ tự tin rằng mình sẽ vẽ được chính xác như con robot? Làm nhân viên bán gà rán, tính ra cũng nhàn phải không các bạn? Chỉ cần ngồi một chỗ đóng gói, còn khâu vận chuyển từ bếp đến khu vực giao hàng đã có mấy lo. Đây là cách người ta khắc chữ lên len máy ảnh. Nếu không có máy, thì liệu bạn có làm được không? Hãy comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Mấy anh Ấn Độ làm bánh bằng tay với cái máy này làm, bạn sẽ ăn cái nào? Ai cũng nghĩ việc nhổ cái cây này không phải là chuyện dễ, và đây là cái kết. Đào mương chưa bao giờ là việc dễ dàng với chúng ta, nhưng với cỗ máy này thì thật hoàn hảo. Chỉ cần bỏ bột và nhăn vào máy, những chiếc bánh mochi sẽ ra lò. Bạn không cần phải làm bất cứ việc gì khác. Bạn muốn hình dạng nào, chiếc máy cũng có thể giúp bạn làm bánh theo hình dạng đó. Nhờ có máy móc, cô gái có thể một mình con hơn chục chiếc máy tráng bánh. Nếu bạn nữ nào không biết gọt táo, có thể tậu cho một cái máy gọt như thế này. Đây là cái mà những chiếc bàn chả được tạo ra để có mặt trong ngôi nhà của bạn. Công việc này nếu không có máy móc, có lẽ bạn sẽ mất một ngày để làm ra một sản phẩm. Nếu bạn thắc mắc, những chiếc bồn chứa nước khổng lồ được sản xuất như thế nào, thì đây là câu trả lời dành cho bạn. Được thiết kế một cách hoàn hảo, chiếc máy có thể giúp bạn đánh bay mọi bụi bẩn chỉ một lần dùng. Đây chắc chắn là chiếc máy thần tượng của những tín đồ đam mê xúc xích.
Với tốc độ làm bánh donut như một cơn gió, cỗ máy này thắt bạn dù có 3 đầu 6 tay cũng không bằng được. Việc vận chuyển vật liệu xây dựng lên mái nhà trước đây chưa bao giờ là điều dễ dàng, cho đến khi chiếc máy này xuất hiện. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa người và máy đã giúp tạo ra những sản phẩm chuẩn không cần chỉnh. Nếu giao cho con người làm, thì bao lâu đường hầm mới được vệ sinh xong theo các bạn? Khả năng làm việc của cỗ máy nào làm bạn ấn tượng và muốn sở hữu nhất? Comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!